Thì như tiêu đề mình chia sẻ với bạn một cái mẹo giúp cho bạn kiếm 30 triệu mỗi tháng chỉ với 5 phút mỗi ngày thôi ha các bạn làm theo mình nha. Đầu tiên các bạn vào một trò chơi nè, sau đó các bạn chọn trò chơi này giùm mình nha. Các bạn lưu ý ha, bên mình hiện tại đang có cái chương trình là cấp 4 dành cho những bạn đăng ký mới qua link giới thiệu của mình. Các bạn hãy đăng ký qua link giới thiệu của mình thì bên mình sẽ hỗ trợ cấp 4 cho các bạn ha. Thông tin chi tiết thì các bạn hãy xem ở phần mô tả như là phần bình luận nha. Rồi thì cách làm vô cùng đơn giản ha, các bạn hãy vào cái phần lịch sử nè. Các bạn loại giùm mình ba con số ha, con số đầu tiên là con số vừa ra là con số 4. Và hai cặp trùng mình sẽ coi 10 con gần nhất ha, cặp trùng đầu tiên là cặp số 0 nè các bạn thấy không? Và cặp trùng thứ hai là cặp số 7 nè, mình sẽ loại là 4, 0 và 7. Ok, bây giờ mình sẽ đi một lệnh là 10 đô ha, 4, 0, 7. Mình sẽ đi những con còn lại nè, đi 7 số còn lại ha. Đây, và nếu mà trường hợp mà các bạn win á, các bạn sẽ kiếm được là 2.75 nha. Các bạn đi 1 sẽ kiếm được là 2.75 đô. Ở đây mình đi 10 đô, mình sẽ kiếm được là 27.5 đô, tương ứng với khoảng tầm 700k, 600 mấy 700 á. Rồi, mình sẽ đi nè. Các bạn chờ một tí nữa là kết quả nha. Thì với cái cách này á, mỗi một ngày các bạn chỉ cần win giùm mình 2 lệnh thôi. Một lệnh các bạn kiếm được là 2.85 nè. Hai lệnh là bạn kiếm được khoảng 5 mấy% mà. Ha. Vốn 100 thì bạn kiếm được khoảng 5 đô mấy ha. Ok, nó ra con 8 nè. Thì mình vừa win cái lệnh lúc nãy nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Cái vốn của mình nó vừa tăng lên nè. Đó, thì tương tự như vậy các bạn vẫn tiếp tục các bạn vào lịch sử bạn xem. Mình sẽ loại ha. Loại đầu tiên là loại con số 8 nè. Cái thứ hai là loại con số 4 nè. Cái thứ ba là loại con số 0, mình sẽ loại là 840, mình đi những con còn lại. Ok, 840 nè. Đó, với phương pháp này một ngày các bạn win giùm mình 2 lệnh thôi nó cũng quá ok ha, kiếm khoảng 5%, 6%. Đó thì tùy vào vốn của bạn nha, vốn nhiều thì kiếm nhiều, vốn ít thì kiếm ít. Đó chứ ở đây thì mình cũng không biết vốn của bạn là bao nhiêu, cho nên là các bạn hãy cân nhắc cái số vốn của bạn nha. Thì với cái phương pháp này các bạn hoàn toàn có thể kiếm 30 cụ mỗi tháng với vốn 1k như mình ha. Vốn 1k thì hai lệnh mình kiếm khoảng 50 mấy đô đó. Rồi các bạn chờ kết quả ha, đây nó gan số 3 nè, mình cũng win cái lệnh này nè các bạn. Đó, thì mỗi một lệnh mình kiếm được là 28 đô, hai lệnh mình kiếm cũng 50 mấy đô, khoảng hơn một củ các bạn. Ha. Thì một tháng cho mình như vậy 30 củ là trong tầm tay nha. Và các bạn chỉ cần áp dụng theo cái phương pháp này thôi. Và mình tin chắc rằng cái phương pháp này nó sẽ giúp cho các bạn kiếm được 30 cụ mỗi tháng chỉ bằng cách đơn giản thôi. Mình áp dụng một cái mẹo ha, mẹo này vô cùng đơn giản thôi. Và chúc cho các bạn thành công và kiếm được nhiều phần thưởng từ sàn CoinVideo nha các bạn.